mình vừa mới nhận được luôn và mình đặt hàng online mà chứ hôm sau về thì mua được. Chả là hôm trước mẹ mình nghe radio ở nhà xong bảo là bây giờ ấy là ô nhiễm môi trường ở nhà phải mua điều hòa kia máy lọc không khí, nhưng cái đấy thì không thay ở chung cư được, bởi vậy nên mình phải mua cho cụ một cái máy lọc không khí của Xiaomi. Con này chúng mình là kết nối cả Google Assistant và Alexa luôn, dùng điều khiển giọng nói nha các bạn, và chỉ có hai cụ thôi. Máy lọc không khí này mình mua trên website Lazada. Thì ngày 7/4 là ngày hội sống phong cách, sắm thông minh cùng với Xiaomi. Thì các bạn thì truy cập ngay link bên dưới để mua nhá. Cái máy lọc không khí chúng ta chỉ tầm khoảng là 2,4 triệu mà thôi, một mức giá vô cùng hợp lý. Bên cạnh đấy thì ngày duy nhất 7/4 sẽ rất nhiều các sản phẩm Xiaomi được giảm giá và các cái voucher lên tới 500.000 đồng để anh em mua sắm. Nhớ truy cập vào bên dưới để mua ngay luôn nhá anh em. Bao hai đứa còn mặt không? Đây sinh nhật mẹ đúng không? Hôm trước mẹ bảo mua cái gì? Mẹ bảo mua cái điều hòa cho Quân chứ. Điều hòa gì mà điều hòa? Con chọn cái điều hòa có lọc không khí đúng không? Không. Đây, mua cho mẹ một cái máy lọc không khí. Không, mua cho Quân chứ mẹ. Của con có rồi. Mẹ già mẹ sống một năm nào mẹ sống. Các bạn thấy không, bao giờ mẹ nào thế cứ mua cái gì là lại cái câu là mẹ già là mẹ không sống được bao lâu nữa thế. Con trẻ nhưng mà mẹ già mẹ phải tiêu tiền chứ, các bạn thấy không? Mẹ ra đây đi. Khổ lắm, thấy lên video mẹ mình phải vào trang điểm các bạn ạ. Ra đây nào. Trang điểm là cái gì? Đây, các bạn nhìn thấy không? Nhìn cụ đeo kính râm nào không? Mẹ mình là chả là hôm trước ngồi xem phim ma trận mê cái thằng Neo quá. Xong rồi cụ quyết tâm là phải đeo kính râm kể cả trong nhà. Đây, mua cho mẹ nha. Mua cho mẹ những cái nhà dùng được còn gì nữa. Để phòng khách là chị Thanh rồi bọn trẻ con là hướng sái hết còn gì. Ăn thôi. Đây, máy lọc không khí. Đấy. Hoành tráng chưa? Thấy chưa? Cắm vào đâu? Đương nhiên phải cắm vào ổ điện rồi, không lẽ nó chạy bằng năng lượng mặt trời. Bạn thấy tại sao mình bạc tóc nhiều chứ? Tại vì mình ngu mà. Đây, ở phía sau nha. Đây chính là cái lõi lọc không khí bên trong của nó này. Bên trong nó sẽ có cái lõi lọc là bụi nó sẽ vào, nó sẽ hút. Bên này nó sẽ hút khí xuống. Trong này nó sẽ có các lớp lõi lọc. Nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ lọc toàn bộ bụi đây. Dưới nhà con là nó bẩn hết toàn bộ chỗ này rồi. Mắt thường thì mình không nhìn thấy bụi nhỏ li ti được. Thì cái này nó mới hút bụi thì mới nhìn thấy, nên cái ở dưới nhà mới bẩn. Ok? Ok. Cái này có thể vệ sinh được nhá. Vệ sinh thì nào? Cách vệ sinh thì bao giờ bẩn thì chỉ tiếp. Đây như kiểu nó thấy đây, nó sẽ cho thay bộ lọc này. Đấy, thấy không? Hướng dẫn các bước này. Là mua bộ lọc mới về xong rồi thay vào, thế thôi. Còn khi vệ sinh đây, tháo ra, cảm biến này. Đấy. Lau chùi nó đề phòng những người là làm mất hướng dẫn sử dụng thì nó dán luôn ở nắp lưng rồi, hiểu không? Nó là dễ. Thông minh đấy nào. Có mấy bước thôi. Đấy. Rồi, bây giờ là quên, dây điện đây rồi. Thế thôi. Quá dễ. Cái này là có kết nối wifi xịn hơn cái của con. Sao là kết nối wifi á? Con tự là xịn như cái của con thôi. Kết nối wifi là nó sẽ báo về điện thoại là tình trạng không khí thế nào, phải không? Cái này thì không tốn nhiều điện, cứ để thoải mái chạy cả ngày, không tốn mãi, không xịn nhiệt. Rồi, đấy, cứ để ở nhà này. Diện tích con này dùng tầm khoảng 20 m². Tí không đáng kể. Đấy. Khi mình bắt đầu bật đây này là nó sẽ có biểu tượng wifi đây nhá. Lấy điện thoại của ai kết nối vào nó sẽ báo về. Đây nó có chế độ tự động này. Hoặc là chế độ hình cái mặt trăng này là chế độ buổi tối nhá, thì nó sẽ chạy rất êm không nghe cái gì cả. Trật tự. Thấy không? Chẳng nghe gì hết, nhưng trên đây quạt quay được này. Mẹ ra đem xem này. Đây, bộ kính râm nó nhìn cho rõ này. Đấy, thấy chưa? Quạt quay tí mù cho thấy rõ chưa? Có số rồi. Ừ, mà không nghe cái gì đúng không? Dụng quá êm. Bấm một cái nút này thay đổi chế độ này, chế độ chạy ban đêm đây này. Đấy, thì nó sẽ chạy chậm lại một tí, nó không mát như lúc trước. Hoặc là chế độ xuống dưới thì mình tùy chỉnh. Thấy không? Đấy, ví dụ như là trong nhà mà lúc đấy mà mình có ai hút thuốc lá hay là nấu ăn hay gì mình bật cái nút này nó chạy. Bay lên trời. Ok. Ok. À. Ủa mát thật sự. Đấy. Hoặc là mình để tự động thì nó sẽ dựa vào là xem tình trạng không khí mà ô nhiễm quá thì nó sẽ tự động nó tăng tốc độ lên. Ok. À thế à? Khi nó phát hiện ra ô nhiễm, tức nghĩa là trên điện thoại nó sẽ báo là màu đỏ, tức nghĩa là rất ô nhiễm thì nó sẽ tự tăng tốc độ.
Còn nếu về cái màu xanh thì tức nghĩa là môi trường đang hoàn toàn bình thường thì nó sẽ giảm xuống. Đấy, thấy không? Giá có cái nhiều chức năng cứ thế mà dùng thôi. Ok, được không đồng chí? Rồi, cảm ơn. Khoanh tay cảm ơn đi. Lại như hôm qua hôm trước hứa cho tiền bảo là cứ cho tiền đi xong rồi dạ xong cho tiền xong cười ô ô bảo thôi. Rồi cảm ơn đi. Cảm ơn. À đi. Không. Một nha. À nửa gái đi đã. Ô trực kê. À đi. Sao ạ? Này, à đi đã. À đi. Ô trực kê. À đi. Cảm ơn. Em chị mạng. Hẹn lại bạn các video lần sau.